Chiều hôm nay, ngày 20 tháng 3, năm Giáp Thìn 2024, tại Chùa Giác Ngộ có một buổi thuyết giảng cho các Phật tử với chủ đề là tuổi trẻ hướng Phật. Thì chúng tôi cũng xin được chọn một cái đề tài để mình có cái chỗ để mình nương vào đó để chia sẻ cái nội dung. Thì hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ một cái đề tài là khuyến tu, tức là khuyến khích người ta tu tập. Từ cái chủ đề là tuổi trẻ hướng Phật mà chúng tôi liền nghĩ đến cái đề tài hôm nay là khuyến tu. Thưa quý vị, ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, sành sào chết dần. Cho tràng vỗ tay đi. Thời Đức Phật có rất là nhiều vị sa di trẻ tuổi mà xuất gia, mà điều đặc biệt đó là đắc đạo. Ví dụ trong kinh Pháp Cú có cái tích chuyện của ngài sa di Xú Khá, mà ngài mới có 7 tuổi thôi. Đệ tử của ngài Xá Lợi Phất một lần đi khất thực trì bình vào làng với thầy của mình là ngài Xá Lợi Phất. Thì trên đường đi đó, Sa di Xú Khá mới thấy người ta làm thủy lợi, dẫn nước nhập điền để làm ruộng, mang nước về để người ta làm ruộng. Thì Sa di Xú Khá mới hỏi thầy của mình rằng là người ta làm cái việc này là việc gì. Thì ngài Xá Lợi Phất quay mới trả lời rằng là người ta đang đào thủy lợi để dẫn cái nguồn nước từ nơi này đến nơi trồng lúa, đến nơi khác để mà trồng lúa. Đi một đoạn nữa thì thấy một cái người thợ đang uống một cái bánh xe bằng cây, giống như hồi xưa xe bò, xe ngựa đó. Người thợ đang đẽo chuốt làm cái dành cái bánh xe mà từ bằng cây gỗ. Thì cây gỗ thì nó thẳng, cho nên người ta phải nào là tìm mọi cách vừa đẽo vừa đục vừa hơ vừa uống làm sao cho nó tròn. Cái người thợ rèn đó họ đang làm cái bánh xe. Thì Sa di Xú Khá cũng hỏi là người ta làm cái gì. Thì cũng được thầy trả lời rằng là cái người thợ rèn này họ đang rèn những cái bánh xe. Đi một đoạn nữa thì gặp những cái người họ chuốc tên đó, họ làm cái mũi tên để mà bắn á, thì người ta cũng hơ những cái cây tre tầm vong để cho nó thẳng, để người ta chuốc cho cái tên nó thật thiệt là thẳng. Thì Sa di Xú Khá mới có 7 tuổi à, nhiều cái sự thắc mắc mới hỏi thầy của mình ngài Xá Lợi Phất. Ngài nói rằng người ta phải hơ lửa cái cây tre này để người ta uống cho nó thẳng. Sau khi gặp ba sự kiện này rồi thì khi trở về đó, thì Sa di Xú Khá mới hỏi, mới suy nghĩ rằng, mới trầm tư suy nghĩ rằng tại sao nước, sắt, cây là những vật vô tri mà người ta nào là đào thủy lợi để dẫn nước nhập điền để làm ruộng, người ta thợ rèn sắt để người ta uống công những cái vành xe, rồi kể cả chuốc tên cho nó ngay, người ta làm còn được. Trong khi đó, cái tâm của mình không uống nắng được. Thế là từ đó ngài mới quyết tâm làm sao uống nắng cái tâm mình như là những người thợ làm. Sau thời gian ngài quyết tâm uống nắng dạy dỗ cái tâm mình, cuối cùng ngài cũng chứng được đạo quả. Mà lúc bấy giờ ngài chỉ là sa di 7 tuổi. Chúng tôi kể câu chuyện này để làm chi? Để muốn khuyến tu những cái người trẻ, chúng ta vẫn đi tu được, vẫn đắc đạo được, vẫn thực hành được. Có một lần chúng tôi có nói chuyện với một cái người cư sĩ,
Thì người cư sĩ này có nêu ra một vấn đề. Nói thưa sư, con cũng nghiên cứu về đạo Phật. Thì con thấy Đức Phật khi mà Ngài đi xuất gia đó, Ngài từ bỏ mọi thứ. Nào là cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan. Có mọi thứ trên cuộc đời này mà Đức Phật Ngài từ bỏ để Ngài đi xuất gia. Như vậy thì các thầy trẻ như là sư, cụ thể như là sư phụ ở đây, đi xuất gia hồi còn nhỏ, có gì để mà từ bỏ? Một cái vấn đề họ đặt ra. Ví dụ như người ta như Đức Phật, những cái người mà ta có mọi thứ thì người ta mới từ bỏ đi xuất gia, thấy không nè? Còn các thầy mà xuất gia hồi nhỏ quá, có cái gì để mà từ bỏ? Thứ nhất, chưa có nhà, có cửa, chưa có tài sản. Thứ hai là cũng chưa có vợ con. Thử có vợ con đi rồi biết, bỏ đi. Bỏ nổi không? Thấy không nè? Cho nên một cái vấn đề họ đặt ra một câu hỏi rất hay. Họ nói rằng là Đức Phật thì mới được gọi là một sự từ bỏ vĩ đại. Đức Phật mới được gọi là bỏ nhà mây trắng ra đi, thông dong tự tại, viễn ly thoát trần. Pháp đen, pháp trắng phân minh, tìm trong an lạc, cầu kinh khước từ. Như vậy thì hỏi các thầy, các sư, có cái gì để mà từ bỏ? Tài sản có chưa? Chưa, còn nhỏ quá là có đâu. Xuất gia hồi năm toàn là 10 tuổi, mười mấy tuổi không mà có tài sản đâu. Thấy không nè? Rồi địa vị có không? Không. Quyền chức có không? Không. Mà điều đặc biệt nhất là vợ con có chưa? Chưa. Có đi rồi bỏ rồi mới hay. Chưa có bỏ gì. À, theo quý vị thì sao? Câu hỏi đặt ra như vậy. Tức là đối với các người đi tu trẻ, chẳng hạn như hôm nay tuổi trẻ hướng Phật nè, người ta thường nói là cái người lớn tuổi, người ta thấm thía mùi đời, trải nghiệm cuộc đời rồi thì người ta mới đi tu hướng Phật, thấy không nè? Thường thường ở trong chùa đó giờ mình thấy toàn là cái người lớn tuổi không à, vì họ đã trải nghiệm qua, họ đã nếm qua rồi những cái mùi chua ngọt cay đắng của cuộc đời, bây giờ họ mới đi hướng Phật. Còn mấy em trẻ măng vậy chưa nếm được mùi sao hướng Phật? Tại đạo Phật là cái đạo mình nói thà rõ ra luôn, mục đích của đạo Phật là đạo tự bỏ. Từ bi, ta đang nói từ bỏ. Tung mà hứng trận lắc rồi. Đối với đạo Phật, hồi nãy chúng tôi có hướng dẫn quý vị 5 phút hành thiền á, thì khi mà mình trao dồi chánh niệm á, thì cho dù tâm của mình có suy nghĩ chuyện này, chuyện nọ, có phóng tâm, thì cái kỹ thuật là ở chỗ chúng ta cứ ghi nhận, cứ niệm là phóng tâm, nhưng mà sau đó chúng ta buông bỏ. Thì ghi nhận là chánh niệm, mà buông bỏ mới là tỉnh giác, mới là trí tuệ. Cái người mà không buông bỏ mà còn dính mắc, chưa vô nhiễm còn bị lệ thuộc, thì cái người này được gọi là cái đời sống chưa có trí tuệ, còn bị lệ thuộc nhiều lắm. Cái người mà không dính mắc, buông bỏ được, buông bỏ trở thành một cái thuần thục, một cái bảo bối của mình. Mình nghe thì cứ nghe, rồi sau đó mình buông bỏ. Chứ đừng có nghe rồi cái biết điện thoại này của ai reo vậy ta, lo đi tìm. Khi mình bị trúng tên thì mục đích của mình là lo trị vết thương, chứ đừng bao giờ xem vết cái tên này bắn ra từ đâu, rồi ai bắn, rồi tại sao người đó lại bắn mình. Lo tìm hồi máu chảy ra là chết veo nào cũng hay. Cho nên là cái bí kíp của cái người tu chúng ta là cái sự từ bỏ. Thì bỏ nhà mây trắng ra đi mà. Đức Phật Ngài có tất cả, Ngài từ bỏ tất cả. Đức Phật Ngài mới được gọi là một sự từ bỏ vĩ đại. Bây giờ các thầy các sư còn trẻ quá đi xuất gia, vậy có cái gì để từ bỏ? Đó. Thì lúc bây giờ không biết ai nhập chúng tôi nữa, chúng tôi trả lời cũng có lý. Mình không thể nào sánh với cái sự từ bỏ vĩ đại như Đức Phật. Đức Phật thì nó có những cái gọi là quy định, những cái mà buộc một vị Phật phải có. Thí dụ Đức Phật phải là vua,
Rồi Đức Phật phải có vợ, Đức Phật phải có con, Đức Phật mới từ bỏ, thì Đức Phật mới đi dạy cho người ta một cái sự hạnh từ bỏ thì người ta mới tin. Chứ nếu Đức Phật không là vua mà Đức Phật là cái người thường dân nghèo khổ đi xuất gia, nói người ta cũng không nghe. Rồi nếu mà Đức Phật không có vợ, có con, tại sao Đức Phật không có vợ, con chứ nữa? Nhưng mà cái này là vì chúng sanh phàm phu, vì những cái quy lực của một vị Phật, Ngài phải có để Ngài từ bỏ rồi Ngài mới nói người khác nghe. Như các sư mình mà không có, họ nói người ta nghe, ta nói ông chưa có mà ông nói ông bỏ gì. Ông thử ông có đi rồi ông bỏ. Thật sự ra các sư mà xuất gia từ nhỏ, các em mà có cái duyên lành hướng Phật từ nhỏ đó, tuổi trẻ mà hướng Phật á, thì thật sự đây là một cái duyên lành. Vì sao? Vì các em đã hướng Phật nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Kiếp này các em mới sanh ra tuổi trẻ mà lại có duyên với Phật Pháp sớm. Còn những cái người mà lớn tuổi cũng có duyên với Phật Pháp hơi trễ, là vì chúng ta còn cái nghiệp nó hơi dính một chút. Mình có gia đình, rồi mình sống ở ngoài một thời gian, rồi mình mới có bén duyên với Phật, Phật Pháp. Cho nên kiếp này mà quý vị tạo duyên lành với Phật Pháp sớm, mình tạo nhiều như vậy, đời sau sanh ra còn bé là mình đã có bén duyên với chùa rồi. Mà chúng tôi hay nói vui một câu là mấy người mà trẻ trẻ như vậy á nghe, mà đến với Phật Pháp á, chúng tôi hay dùng cái từ là người Việt mà gốc Bồ Đề. Hiểu gốc Bồ Đề không? Tức là cái tức là mình có cái căn gốc của mình, nhiều đời nhiều kiếp mình cũng đã từng đến chùa. Mình ở đây mình nói cái từ là không dám nói cái sự từ bỏ như Đức Phật, mà mình chỉ nói rằng là mình có duyên lành với Phật Pháp sớm. Vì vậy ngày hôm nay, điều đầu tiên chúng tôi xin được có lời chúc mừng, ca ngợi, tán thán những em Phật tử trẻ mà có duyên lành sớm với Phật Pháp. Đạo Phật thì chủ trương cái thuyết nhân duyên liên quan tương sinh. Hễ cái này có thì cái kia mới có. Đạo Phật không có chủ trương rằng không có gì mà tự nhiên phát sanh hết. Phải có nhân có duyên mới phát sanh. Đâu có gì tự phát sanh, nhân duyên hòa hợp đủ đầy mà ra. Hôm nay mà quý vị đến với Phật Pháp sớm như vậy, nhất là các em trẻ, tuổi trẻ sớm như vậy, thì phải có nhân duyên. Đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Là đời trước các em đã có nhân duyên với Phật Pháp rồi, giống như là các bác bây giờ nghe, mà đi chùa cho tới ngày mà mình nhắm mắt á, vừa tắt thở sanh ra là bắt đầu chuẩn bị có duyên. Nhiều khi sanh ra trong cái bụng của một cái bà mẹ là bà cũng đi chùa luôn. Tại mình đang mới đi chùa, 80 tuổi mà còn đi chùa mà. 60, 70, 80 mình đi chùa. Khi mình vừa thân ngoại mệnh chung, thì cái duyên là này nè, nó trợ cho mình được sanh vô trong một cái gia đình mà người mẹ mình cũng đang đi chùa. Mình tiếp tục mình đi nữa. Nếu mà nói là kiếp luân hồi đó nghe, mà nói kiếp người thì nó có cái sự đời này đời kia, nhưng mà nói kiếp luân hồi á, thì thật sự ra bà cụ 80 tuổi lìa đời để mà đầu thai vào cái bụng của một cái người mẹ khác, là sanh ra một cái đứa bé 1 tuổi chào đời đó. Thì mình nói theo kiếp luân hồi thì bà cụ này là bà cụ 81 tuổi thôi. Đúng không? Tức là 80 đi chùa, bây giờ cộng thêm 1 tuổi đi chùa đó, đi trong bụng mẹ mà. Nằm trong bụng mẹ mà được đi chùa thì cái bà cụ này là bà cụ 81 tuổi, cộng thêm 80 tuổi đời trước. Phật Pháp là chúng ta phải nhìn như vậy, nhìn cái kiếp luân hồi nó dài như vậy, để mình khỏi phải phân biệt là người già hay người trẻ. Mà nếu nói về cái hiện tượng thì thật sự một kiếp người thì cái tuổi trẻ mà đi chùa thì nó có thuận duyên hơn, thuận duyên để hành thiện pháp hơn. Nhưng mà nói kiếp luân hồi thì chúng ta đã đi nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên hôm nay chúng tôi xin chọn cái bài khuyến tu. Tức là mình nói làm sao để cho những cái vị trẻ người già chúng ta đều hoan hỷ để mà tu, khuyến khích sách tấn để cho quý vị tiếp tục tu. Đó, đơn giản cái nội dung này như vậy. Vui cười thích thú lẽ nào, khi đời mãi bị phủ bao lửa hồng.
trong đêm tối có hay không? Sao không tìm ánh sáng hồng thoát ly? Người nay như lá vàng khô, phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt vong. Tử thần chờ đợi bên trong, tư lương sao chẳng dọn lòng lo tù. Câu kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rằng là người nay như lá vàng khô. Cái người nay á, nó có phân biệt già hay trẻ không? Người nay là cái người đang sống như lá vàng khô. Mà theo xã hội, theo đời á, thì người ta nói cái người già mới là lá vàng, đúng không nè? Còn cái mấy người trẻ đó, tuổi trẻ thì là lá xanh. Nhưng mà theo cái nhìn của Phật Pháp á, tất cả chúng ta đều là lá vàng hết. Người nay mà, người nay là con người hôm nay như lá vàng khô vậy đó, phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt vong. Tử thần chờ đợi bên trong, tư lương sao chẳng dọn lòng lo tu. Tức là nói rằng là cái sự chết vô thường đến, nó không có phân biệt già hay trẻ. Nhiều khi lá xanh nó cũng rụng nữa, lá vàng còn ở trên cây mà lá xanh rụng. Quý vị có thấy đầu bạc tiễn đầu xanh chưa? Có. Biển trần thế khuyên ai phải gẫm, danh mà chi, lợi lắm mà chi. Bả công danh bọt nước chẳng ra gì, mùi phú quý như dần mây tan hiệp. Sang cho lắm cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu cũng hưởng một đời. Cái tử sanh đeo đuổi kiếp người, thân tứ đại lấy đâu làm chắc. Kìa sanh tử thấy liền trước mắt, đám cô phần đà thị thiếu niên nhân. Chúng ta đi. Hiểu cái câu mà đám cô phần đà thị thiếu niên nhân không? Không hiểu à? Thì ra ngoài nghĩa trang đi, đi một vòng. Đám cô phần ở ngoài đa phần là trẻ nhiều lắm. Xem năm sanh năm tử đi, hưởng dương nhiều lắm. Quý vị có ra ngoài nghĩa trang chưa? Có thấy người 5 tuổi, 10 tuổi mất chưa? Có. 20 tuổi mất chưa? Có. 30 tuổi mất có không? Có. Xin lỗi quý vị nghe, vô thường nó không có dị nể trẻ hay già. Cái ý của chúng tôi là vậy. Cái sự vô thường nó đến, nó không có dị nể. Thần chết nó không có lựa người già không đâu, mà trẻ nó cũng rước đi luôn. Hiểu cái ý này không? Tức là người nay như lá vàng khô, là tất cả chúng ta ở đây, già hay trẻ, đều là lá vàng hết, mà phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt giết giống. Tử thần thì chờ đợi bên trong. Trên cuộc đời này quý vị nhớ rằng là không có cái gì chắc chắn, chỉ có cái chết là chắc chắn. Vì vậy những cái người tuổi trẻ phải thấy được điều này, chứ đừng có tưởng là mình trẻ thì chắc còn sống lâu lắm ạ. Mình trẻ chứ mình còn đâu, giờ mình mới có 20 tuổi mà đời người bây giờ là khoảng 70 tuổi, 80 tuổi, chắc mình còn sống 50-60 năm nữa. Cái đầu óc mình nghĩ vậy đó. Thì hôm nay chúng tôi xóa đi cái sự suy nghĩ đó. Vì sao? Vì tuổi trẻ vô thường cũng đến rước đi. Mồ quan lắm kẻ nửa chừng chân xứng. Hồi xưa quý vị có nghe câu là chớ để về già rồi học Phật không? Không nghe hả? Bây giờ đọc theo cho anh nhớ. Chớ để về già rồi học Phật, mồ quan lắm kẻ nửa chừng xưng. Cái ngôi mộ quan ở ngoài nghĩa địa đó, nhiều người nửa chừng xưng. Nửa chừng xưng là còn trẻ, đúng không nè? Chứ đâu phải ra ngoài nghĩa địa mình thấy hưởng thọ đâu.
Có hưởng dương không? Đó, hưởng dương là 60 tuổi, dưới 60 tuổi. 60 năm cuộc đời ai mà từ 60 trở lên á thì mới gọi là hưởng thọ. Lục thập qua tuế, lục thập qua giáp đó, tức là nó cái tuổi của mình nó đáo lại một lần. Ví dụ như chúng tôi sanh năm 1970 tuổi Canh Tuất, thì năm mà chúng tôi đáo lại năm mình đến năm mình 61 tuổi đó, thì nó đáo lại cũng là cái năm Canh Tuất. Thì đời người nó chỉ đáo tới một lần thôi, chứ nếu đáo lần thứ hai thì là 120, ai sống nổi. Cho nên thường nhiều người họ quan niệm rằng là khi mà mình làm lễ đáo tuế là phải làm cái sinh nhật này cho nó lớn, nó mừng, là bởi vì mà mừng được thọ rồi, lên đây mà lỡ có ngủm cụ tẩu thì người ta cũng để hưởng thọ, chứ dưới cái để hưởng dương. Tức là mình đã là người thọ rồi, cái sống của con người mình đã trọn vẹn. Nhưng mà thưa với quý vị, theo như trong kinh Phật á, thì cái tuổi trung bình á, của chúng sanh thời nay á, nếu mà tính theo lời dạy của Đức Phật á, là phải 75 tuổi. Mình mà sống đến 61 tuổi cũng chưa gọi là thọ theo cái tính của Phật. Vì trong kinh cái bộ Bút Thức Quan Xá họ giải thích rằng là cái thời kỳ Đức Phật tại thế đó, thì cái tuổi trung bình của chúng sanh thời bấy giờ đó là 100 tuổi. 100 tuổi. Tức là có những người họ sống lâu hơn. Thí dụ như ngài Ananda đó, thì giả của Đức Phật đó, thì ngài sống đến 120 tuổi. Ngài Bắc Cú Lá là đệ nhất về trường thọ đó, trong những vị đại đệ tử Thinh Văn đó, đệ nhất về trường thọ thì ngài sống tới 160 tuổi. Mà Đức Phật lúc bấy giờ ngài sống nhiêu tuổi? Đó, 80. Mà nếu nói theo tuổi trung bình thì Đức Phật ngài sống dưới trung bình. Thì trong kinh nói rằng là kể từ lúc đó, cứ 100 năm á, theo cái nghiệp lực chung của nhân loại đó, vì sát sanh nhiều hơn là không sát sanh, cho nên cứ 100 năm như vậy giảm đi một tuổi. Mà từ thời Đức Phật cho tới bây giờ là nó trải qua 25 lần của 100 năm, đúng không? Mình làm một cái bài toán nhỏ nhỏ này đó. Như vậy thời của Đức Phật là tuổi trung bình là 100 tuổi, cứ 100 năm giảm đi một tuổi, mà đến đây là 25 lần của 100 năm là nó giảm đi 25 tuổi, đúng không? Thì bây giờ tuổi trung bình của nhân loại chúng ta là 75 tuổi, đúng không nè? Cho nên ai mà sống đúng tuổi trung bình á thì sống 75 tuổi. Trung bình là sao? Tức là lấy cao nhất và thấp nhất, cái số lượng đó mình cộng lại mình chia 2. Còn nếu như sống, ai mà sống dưới 75 tuổi là gọi là sống dưới trung bình. Ai sống trên 75 tuổi là người đó sống qua cái tuổi trung bình. Như vậy thì thời nay nhân loại cái tuổi trung bình á, mình nói theo kinh nghe, còn theo khoa học thì nó nghe nó cũng bảy mấy đó. Nó cũng bữa nó cũng cộng hết lại coi những cái người mà mất, rồi những người mất lâu, rồi những người mất sớm, cộng lại chia 2 như là 73, 74 vậy đó. Nó cũng xem xém vậy đó. Còn theo Phật giáo thì đúng cái tuổi trung bình của nhân loại trên thế giới bây giờ là 75 năm tuổi. Mà quý vị biết Đức Phật thì ngài sống dưới tuổi trung bình. Vì sao? Vì theo tục lệ của chư Phật thì khi ngài niết bàn thì có rất là nhiều chúng sinh ngưỡng mộ đến để mà chiêm bái, đến để mà thâm viếng. Nhưng mà quý vị thử nghĩ đi, Đức Phật mà sống đúng 80 tuổi thì lúc bấy giờ cái thân tứ đại của ngài đó, ngài cũng bị chịu cái quy lực sanh lão bệnh tử, cũng bị cái sự già nó chi phối. Bằng chứng là lúc mà 80 tuổi thì ngài nói với ngài A Nan rằng là Như Lai hôm nay giống như cái thân Như Lai giống như cái cổ xe mà cũ kỹ rồi. Nhưng mà lúc đó ngài mới 80 tuổi nghe, là nó có chớm cái hiện tượng là bắt đầu nó có bệnh, có già.
mà tuổi trung bình lúc bấy giờ là 100 tuổi. Cho nên nếu mà tính ra thời nay đó, Đức Phật mà ra đời trong thời kỳ này á, thì lúc bấy giờ Đức Phật mới có 55 tuổi thôi. Tại vì dưới trung bình 20 năm. Thời Đức Phật tuổi trung bình là 100, mà Đức Phật viên tịch lúc 80. Còn thời nay tuổi trung bình là 75. Nếu Đức Phật ra đời trong thời kỳ này thì Đức Phật cũng chọn cái mốc khoảng chừng 50 5 tuổi ngài Niết Bàn. Vì cái người mà sống đến 55 tuổi mà mới Niết Bàn đó, thì xin lỗi quý vị, cái sắc pháp của cái người này đó, thân thể của người này á, mặc dù nó cũng bị chi phối cái già cái bệnh, nhưng mà nó không có đến nỗi phải là ốm o gầy mò hốc hác như một cái ông già hay bà lão nào. Quý vị thấy một lần mà mấy người mà họ mất đó, mà nếu như mà họ hốc hác quá thì người ta phải sao? Trang điểm cái mặt lại chút, để cho nhiều người đến để mà tiễn đưa đó, nhìn cho nó đỡ đỡ một chút. Chứ nhiều khi nhìn nó hốc hác quá. Mà Đức Phật thì một vị Phật chánh đẳng chánh giác, đúng không? À, mà không lẽ để cái gương mặt thì nó hốc hác quá, thì người ta nhìn vô người ta giảm đi cái niềm tin. Đức Phật chỉ vì như vậy cho nên Đức Phật không cần sống đúng 100 tuổi. Ngài chỉ đúng sống 80 tuổi, ngài viên tịch. Đối với Đức Phật sống thêm 1 năm, 2 năm nữa nó không có cái nghĩa lý gì. Sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ phổ độ chúng sanh rồi thì ngài niết bàn. Còn mình không có. Mình ráng sống được cái nào còn nước còn tát, còn thở là còn cứu. Cứu khi nào mà tắt thở thì thôi. Thì hôm nay kính thưa quý vị, chúng tôi muốn chia sẻ đến những cái điều này để cho quý vị nhận thức, để mà chúng ta phát cái tâm tu tập. Những em trẻ, tuổi trẻ mà đến với Phật Pháp sớm thì các em phải hiểu rằng là trong đời trước mình đã từng đến với Phật Pháp. Mình đã từng đi chùa tham dự những cái pháp. Mình nói cái kiếp trước thật sự ra nó cũng sát bên à. Thí dụ các em hôm nay là 10 mấy tuổi, 20 tuổi, thì 20 mấy năm về trước là cái kiếp trước của các em rồi. Thì các em cũng từng có đến chùa giác ngộ rồi. Nếu như cái chùa này nó có trên 20 năm, đâu đó là mình nhiều khi cũng là Phật tử, mà Phật tử lúc bấy giờ là Phật tử lớn tuổi. Rồi mình mới mất đi, thay đổi kiếp sống. Thì do cái duyên mình sanh ra cái nơi nào đó mà nó có cái điều kiện để gần được chùa giác ngộ. Nếu ở xa thì mình cũng có cái điều kiện biết được chùa giác ngộ. Rồi mình lại tiếp tục mình đi. Cái điều này là điều bình thường so với cái kiếp luân hồi sanh tử. Tại sao mà bây giờ chúng ta đi đến những cái nơi mà mình thấy nhiều như nó quen dữ lắm, thấy nó thân thuộc dữ lắm, thấy nó gần gũi dữ lắm, mà biết bao nhiêu chỗ mình không đi, mình đi lại đi cái chỗ đó, thì chắc chắn là mình từ đây mình suy ra thôi, chứ mình cũng không biết như thế nào, là trong tiền kiếp, có thể là kiếp kế này hoặc là kiếp kế nữa, là mình đã từng sinh sống, sinh hoạt ở cái chỗ này rồi. Ở cái chỗ này. Cho nên bây giờ mình đến mình cảm thấy nó dường như nó thân thuộc, nó quen thuộc. Là vì trong nhiều đời, nhiều kiếp, mà những cái kiếp gần đó, mình đã từng đi. Vì vậy mà các em ngày hôm nay mà có mặt ở đây, chúng tôi nghĩ chắc là cũng đâu đó. Một là kiếp kế bên, kiếp trước của mình, hoặc là kiếp thứ hai, kiếp thứ ba nào đó trước đây, mình đã từng sinh hoạt đến đây rồi. Vì cái duyên nó như vậy. Duyên này nó thúc đẩy cái duyên kia. Thì Phật Pháp của chúng ta là chủ trương là giảng Pháp do duyên. Do duyên lành dẫn dắt chúng ta. Không có gì tự nhiên trên cuộc đời này hết. Không phải mà tự nhiên các em hồi trẻ mà tự nhiên đến chùa như thế này đâu. Phải nhiều đời, nhiều kiếp đi chùa rồi. Vì vậy, Đức Phật Ngài mới dạy rằng là chúng ta thường xuyên quán sát về cái sanh tử luân hồi, cái vô thường đến đi và cái nhân duyên, để từ đó chúng ta củng cố thêm cái niềm tin, cái sự tinh tấn
nỗ lực để mà chúng ta tiếp tục cái hành trình tu tập. Người nay như lá vàng khô phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt vong, tử thần chờ đợi bên trong, tư lương sao chẳng dọn lòng lo tục. Thì khi mình hiểu được cái mạng sống của con người nó bấp bênh, sự chết thì nó kề cận, mặc dù tuổi trẻ vậy đó, nhưng mà vô thường đến lúc nào đâu có biết. Có nhiều người quý vị biết không, sáng đẩy xe đi ra không có ngày trở về, vô thường nó cướp đi mất. Khi mình hiểu được điều này thì bây giờ cái điều quan trọng nhất là mình phải lo cái chuyện tư lương hành trang của mình. Mỗi ngày đêm trôi qua chúng ta lại thêm già và gần hơn cái chết. Khi tử thần đến rồi, tiền bạc không mua nổi, quyền lực cũng buông thôi. Bao nhiêu người thân quý đành bỏ lại ra đi theo nghiệp mình đã tạo. Chỉ có các công đức là hành trang duy nhất, là bạn nương tựa tốt cho đời này đời sau. Một cái sự tích khác là có một cái vị chư thiên vào canh ba đó mới xuống kỳ viên tịnh xá đảnh lễ Đức Phật và nói lên cái bài kệ ngôn rằng: thời gian lặng lẽ trôi, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Cái vị chư thiên này nói lên cái bài kệ ngôn này á, là để minh chứng về cái cuộc đời của vị chư thiên này. Là tiền kiếp của vị chư thiên này là gì? Là một người thiện nam, sống kiếp người. Rồi ông cảm nhận được thời gian lặng lẽ trôi, đêm ngày thì luôn di động, giống như mình bây giờ nè, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Cái tuổi trẻ mình á, càng ngày nó cứ, thời gian nó cứ trôi dần đi. Những ai chịu quán sát, tức là chịu để tâm tới suy nghĩ quán sát, thì sợ hãi cái tử vong này, thì tranh thủ làm các công đức đưa đến chân an lạc. Thì chúng ta quan sát về cái thời gian á, để mình thấy được cái sự thay đổi vô thường. Mà chúng tôi hay nói có một cái câu niệm chú vui rằng á, là nói về cái thời gian đó. Quý vị thấy nè, nhắm mắt mở mắt cái nó hết ngày. Đúng không? Một ngày mau không? Từ sáng đến giờ quý vị thấy nhanh không? Mới sáng nghe sư cô về giảng xong, cái bây giờ tới sư chánh định, chuẩn bị tới trời tối nè, chuẩn bị cái sáng nữa. Bên Phật giáo Nguyên Thủy đó, Theravada Năm Tông đó, thì dạy chúng ta là thứ nhất là vô thường quán, tức là quán về vô thường. Anicca Nupassana, tức là vô thường tùy quán, tức là thường xuyên suy nghĩ quán niệm về vô thường. Mà cái người mà thường xuyên suy niệm mà quán về vô thường đó, thì người đó mới sanh ra một cái tâm gọi là gì, mới có cái tâm gọi là nhàm chán, mới ly tham, rồi mới tịch tịnh, rồi mới đoạn diệt, rồi mới giải thoát. Bây giờ một cái vật gì đó mà mình chưa có cái tâm nhàm chán thì làm sao mình ly được? Ví dụ cuộc đời này mình chưa có nhàm chán cuộc đời này, làm sao mình xa lìa cuộc đời được, mình xuất ly cuộc đời được?
Mình phải quán niệm làm sao để mà có được cái tâm nhàm, nhàm chán. Thì trong đó có cái quán niệm về vô thương. Thí dụ như một cô gái đẹp đi. Cái bài thơ soi gương đó, soi gương thấy mặt mình xinh đẹp. Dậy cả hồn sưng mắt dịu hiền, sáng trưa chiều tối gương làm bạn, ta ngỡ cõi đời quá cõi tiên. Cái người mà cái soi gương thấy mình đẹp á, soi hoài, sáng soi, trưa soi, tối soi, trước khi đi ngủ cũng soi, thức dậy cũng soi. Lúc đó là mình lấy cái tấm gương mình làm bạn. Đầu tiên soi cái tấm gương nhỏ xíu à, sao có tiền sắm cái tấm gương cho bự, soi toàn thân luôn cho nó khỏe, soi trước soi sau. Nhưng mà dòng thời gian bỗng dưng khúc khiểu, vô thường đâu dị nể hồng nhan, soi gương không gặp mùa xuân nữa, chỉ thấy hằng sau nỗi bất an. Lúc này mình soi gương mình thấy có những nếp nhăn rồi, thấy cái sự lão hóa của sắc pháp rồi, thấy tóc bắt đầu nó ngã màu, da nhăn bắt đầu má cớp rồi, nó có cái hiện tượng rồi, thì không gặp mùa xuân nữa. Lúc đó bắt chuẩn bị qua mùa thu, lá rụng, cái lòng mình nó bất an rồi. Rồi một hôm bỗng dâng lời sư dạy, quán chiếu vô minh tận đáy lòng, gương tâm hiển lộ xuân bất diệt, từ ấy thanh bình giữa sắc không. Đó. Nhờ quán ngày vô thường. Bây giờ mình không dùng cái gương bình thường nữa, mình dùng cái kỉnh pháp, tức là cái gương pháp mình soi. Mà pháp ở đây cụ thể là vô thương. Thưa với quý vị, người ta có câu rằng nếu ai ngộ được vô thường thì người đó mới buông bỏ tánh mặc nhiệt. Nếu mà mình chưa ngộ được vô thương thì không bao giờ mình buông bỏ tánh mặc nhiệt được. Mặc dù mình nói mình buông bỏ, thì đây chúng tôi chỉ nói xin lỗi quý vị, mình chỉ buông trên cái miệng thôi. Mình chỉ buông trên cái tưởng tri thôi. Là mình nghe giảng rồi mình nói buông cho nó khỏe, chứ buông gì nói. Không buông nổi. Vì mình chưa có ngộ được vô thương. Phải ngộ được vô thường thì mới gọi là buông bỏ một cách mặc nhiên được. Phải buông bỏ một cách tự nhiên được. Mời quý vị đọc theo chúng tôi câu niệm thần chú này cho nó vui, đỡ phải buồn ngủ. Nhắm mắt mở mắt hết một ngày, nhắm mắt không mở mắt hết một đời, sống qua ngày chờ qua đời. Thế gian là gì? Thế gian là vô thường đưa đến chỗ hoại diệt. Mình phải quán niệm như vậy. Thế gian là gì? Thế gian là vô hộ vô chủ. Mình có tưởng đâu là mình làm chủ thế gian này? Không có. Một căn nhà mà trải qua năm đời chủ, quý vị thử nghĩ coi. Cái người chủ đầu nói nhà của tôi, rồi vì lý do gì đó bán hay là di chúc hay là truyền lại cho cái người khác, rồi cái người khác lên cũng nhà của tôi, đúng không? Rồi cái người thứ ba đó cũng vì hoàn cảnh gì đó, chắc đi qua Campuchia đánh bạc hay sao không biết, vậy bán cho người khác, bán nhà. Rồi cái người thứ tư vô cũng nói nhà của tôi, đúng không? Rồi người thứ năm cũng vậy, người thứ sáu cũng vậy. Chúng tôi xin báo cho quý vị biết nha, chỉ cần 100 năm nữa thôi, quý vị và chúng tôi và tất cả mọi người trên thế giới này, 7 tỷ người trên thế giới này, kể cả cái đứa bé nó mới sinh trong ngày hôm nay, đi đâu hết trơn. Còn những người mà làm chủ cái thế giới này lúc bấy giờ ở đâu á, ở đâu ra? Kể cả các vị tổng thống, kể cả các vị vua chúa, kể cả thường dân, mọi người mà làm chủ cái thế giới này bây giờ họ ở đâu á? Quý vị thử nghĩ còn 100 năm nữa, quý vị chúng tôi còn ở đây không? Không, đi hết. Mà không phải mình không đâu, 7 tỷ người.
Trên thế giới là đi hết không? Đi hết. Kể cả cái đứa bé nó mới sanh trong ngày hôm nay, hên lắm cái đứa nào sống được 100 tuổi mà khó lắm, đếm bên đầu một ngón tay. Đa phần là 70-80 là đi rồi, 90 là cũng đi rồi. Thì cái đứa bé mà nó mới chào đời trong ngày hôm nay, 100 năm nữa nó cũng đi, đi luôn. Thấy không nè? Như vậy thì có ai? Của ai đây? Thế giới này của ai? Đức Phật dạy thế giới này là vô hộ, vô trụ. Thế giới này vô sở hữu, chết ra đi bỏ lại tất cả. Và cuối cùng, thế giới này là gì? Là thiếu thốn, lúc nào cũng thấy thiếu. Mà hãy thiếu thốn thì mong cầu. Mong cầu không được thì bất mãn. Cho nên thế giới này là thiếu thốn, là bất mãn, là nô lệ cho tham ái. Mình là kẻ nô lệ trung thành nhất cho lòng tham của mình. Mà mình nói 100 năm nữa thì nó dài quá, chứ tụi mình chắc không tới. Ở đây dòm tới ai cũng có tuổi hết trơn rồi. Vài chục năm nữa rồi, trong cái hội trường này đi sạch hết. Sạch hết. Tặng quý vị bài hát Đời Vô Thường, nghe cho đỡ buồn. Đời mình không bao lâu, thế rồi cũng về già. Đừng xây đắp cành hận thù, tham đắm xa hoa, lăn vào cuộc sống đoạn trường không ham muốn, nên quyết chí đi tu. Cuộc đời bao đau thương, lấy nhiệm vọng tục ly, để mong thức tình được là đời sống vô thường. Quyết tìm chân lý, nguyện thề thương sanh chung, đành quyết chí tu hành. Khuyên nên đi chùa đem tâm nguyện cầu tam bảo, xin trên chứng lòng độ người phước đức căn tu, mong cho muôn người mau sớm đạt đường chân chánh, mong sao viên thành để cứu đời an vui. Người đời không lo tu, đến rồi cũng muộn màng, nhờ đâu phước được làm người. Tinh tấn lên đi, đừng chờ chi nữa, lời nguyện trong tâm trí, nguyện kiên quyết tu trì. Tinh tấn lên đi, đừng chờ chi nữa, lời nguyện trong tâm trí, nguyện kiên quyết tu trì. Cho nên hôm nay được đến với cái khóa tu tuổi trẻ hướng Phật, chúng tôi liền nghĩ đến cái cuộc đời của chúng tôi. Chúng tôi cũng đến với đạo Phật duyên lành cũng rất sớm. Năm đó độ khoảng chừng 10 tuổi là đã đến cửa Phật rồi. Lúc đó vào chùa là biết ăn cơm Phật rồi. Ở mí cho tới ngày hôm nay chưa chịu ra nữa. Thật sự là chúng tôi cũng mừng là bởi vì những cái vị mà đến với Phật Pháp sớm á, thì quả thật những người này phải có duyên. Giống như bây giờ có những vị mà thần đồng âm nhạc đó quý vị, nó sanh ra khoảng chừng 6-7 tuổi rồi mà nó trở thành thần đồng âm nhạc. Thì không phải tự nhiên trong kiếp này đâu, mà cái bé này nó đã học nhiều nơi, nhiều kiếp về âm nhạc rồi. Có thể trước đó là một thầy dạy về âm nhạc,
hoặc là đã từng là cái người nghiên cứu về âm nhạc trong học viện âm nhạc hay là nhạc viện gì đó, nó dữ dằn lắm. Rồi nó tạo thành cái thói quen, gọi là mình dùng cái từ là thường cận ý duyên. Để rồi ra kiếp này mới có 6-7 tuổi thôi mà cảm về âm nhạc quá rồi. Quý vị thấy những cái vị mà tôn túc, những cái vị mà giỏi giang về Phật Pháp, không phải trong kiếp này đâu, học gì nói. Phải nhiều đời nhiều kiếp nghiên cứu, học hỏi. Mình nói cái đời trước của mình thì nó nghe cái chữ nó xa xôi, đời trước nó xa chứ thật sự nó sát bên. Thí dụ chúng tôi năm nay là 55 tuổi thì 56 năm về trước là cái đời trước rồi. Mấy đứa bé này mười mấy 20 tuổi thì chỉ cần mười mấy 20 mấy năm về trước là đã là đời trước rồi. Mà mình đã có gieo duyên lành nhiều đời nhiều kiếp trước thì kiếp này chúng ta mới biết Phật Pháp sớm được. Còn nếu không thì xin lỗi quý vị, những người mà lớn lớn tuổi một chút á, thì nhiều khi mình nói xin lỗi nó hơi gặp nghịch duyên chút. Phải chi mà đừng lập gia đình sớm một chút ha, biết Phật Pháp sớm một chút chắc đi tu hết rồi. Đẳng qua là nó hơi trục trặc một chút, nó chậm một chút, cái mình lại vướng vô cái nghiệp trần. Áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào cởi ra đi, phải không? Cho nên là nó chúng sanh nó vận hành theo duyên nghiệp mà. Vì vậy hôm nay chúng tôi rất là vui là để nói cái điều này để chúc mừng các Phật tử trẻ có duyên lành với Phật Pháp sớm. Là mình thừa biết rằng nhiều đời trước mình đã từng đi chùa, mình đã từng gieo duyên lành với Phật Pháp thì kiếp này mới đến Phật Pháp sớm được. Nó phải có nhân duyên chứ không phải tự nhiên. Vậy kiếp này mình tiếp tục, mình chọn con đường gieo duyên với Phật Pháp nữa. Mình cứ gieo đi thì cái duyên lành nó dẫn dắt mình đi. Chứ bây giờ mà mình xa lánh Phật Pháp một thời gian rồi là cái duyên lành nó dẫn dắt đi ra cái đường khác. Xin tặng quý vị một cái bài thơ. Là người ta thì chọn cái niềm vui ngoài Phật Pháp, còn mình thì chọn cái niềm vui trong Phật Pháp. Đều là niềm vui hết, nhưng mà mình quyết định chọn cái niềm vui trong Phật Pháp để mình kết duyên thôi. Bài thơ rất hay, chúng tôi tình cờ gặp được ở trên mạng cho nên chúng tôi viết ở đây để chia sẻ với các bạn trẻ. Người vui theo nhạc sập sình, ta vui tiếng kệ lời kinh sớm chiều. Người vui thích thú bao điều, ta vui đơn giản học điều Phật khuyên. Vỗ tay đi. Người vui lắm bạc nhiều tiền, ta vui do hiểu não phiền do đâu. Người vui cuộc sống sang giàu, ta vui học được pháp màu Phật trào. Người vui rộn rã xôn xao, ta vui buông bỏ ước ao phàm trần. Người lẽ ra sinh tử xoay vần, mà ta sai đắm chiếc thân bao đời. Từ nay ta biết xa rời si mê ngũ dục, đời đời khổ đau. Tiếp theo tặng quý vị thêm bài hát nữa. Tại quý vị không phải tại chúng tôi. Chúng tôi giảng thấy quý vị ngồi rủ rượi quá, mà chúng tôi đọc thơ hát cái quý vị vỗ tay lớn quá cho nên buộc lòng chúng tôi phải chiều theo quý vị thôi. Tặng quý vị bài hát là Về Bên Cõi Phật. Cái thể loại nhạc này chúng tôi xin tự giới thiệu, đó là nhạc đời mà lợi đạo. Nghe ai phát tâm lo tu, sư mừng thầm mà niềm vui khôn xiết. Cảnh đời ngày càng đau thương, mấy ai đâu mà lo sửa mình. Đường Tây Phương ngày đêm rộng mơ, mà người không ai đến nơi. Cứ sai đắm hoài cõi trần khổ đau thân đỏ đài.
tu đi chớ nên nghi nan cho lỡ làng, đợi thôi nên chán gắn lòng niệm Phật công phu để mai đây về bên cõi Phật đường an vui nhàn thân vĩnh kiếp. Đời là hôi tâm khổ đau đã bao kiếp rồi, đắm chìm biển mê ôi nghẹn ngào. Về cực lạc Tây phương sướng vui ngàn năm chẳng buồn, sớm chiều nâu xứ soi kinh, mong cầu trần gian thái bình. Người trong năm châu biết tình bác ái thương nhau, nâng đỡ nhau tu hành cho cửa thiền ngát một mùi hương. Mau chân đến nơi Tây Thiên cho cuộc đời bình yên mãi mãi. Tháng ngày cười hạt rong chơi canh an vui, rộn vang tiếng cười đầy thân tiên nào ai hay biết. Đường về Tây Phương chẳng xa, khó khăn tiếc là lòng người chẳng tu cho thật thà. Đường về Tây Phương chẳng xa, khó khăn tiếc là lòng người chẳng tu cho thật thà. Giống tụng kinh không quý vị? Giống quá hả? Chúng tôi thấy quý vị vỗ tay đường chúng tôi hát ngã. Cái này mà nếu mà có đờn chắc đờn đi bên mình đi ngã. Hai bên đâu gặp nhau. Hát không có hay mà có cái bệnh hay hát. Nên quý vị cũng hoan hỷ hỷ xả cho. Giảng pháp buổi chiều quý vị biết không? Nó dễ bị hôn trầm thủy miên lắm. Nhưng mà cái nội dung hôm nay là chúng tôi khuyến tu nghe. Tức là làm sao mà quý vị phát tâm tu là chúng tôi mừng đó. Câu đầu tiên đó. Nghe ai phát tâm lo tu sư mừng thầm, niềm vui khôn xiết. Tức là mình nói làm sao cho quý vị cảm thấy nhàm chán, mới ly tham, thì mới đoạn diệt tịch tỉnh được. Bây giờ mình chưa có chán đời, mình chưa có nhàm chán với cuộc đời này, làm sao mình đến với đạo được. Đúng không nè? Mình phải cảm thấy nhàm chán cái thú vui cuộc đời thì mới tìm đến cái niềm vui của đạo được. Đó, mà khi mà quý vị thức tỉnh tìm đến niềm vui đạo rồi, chúng tôi xin tặng quý vị một cái bài hát tiếp theo là Giọng Cổ Vui. Được viết theo bài nhạc đời là Giọng Cổ Buồn. Đời nó khổ, nó buồn. Nhưng mà đạo thì phải, nó vui. Mà thật sự nếu như mà mình đã ngộ đạo rồi đó quý vị biết không, thì mình vui chứ không có buồn. Tại vì mình chưa có biết Phật Pháp á, tối ngày mình cứ buồn riết. Người ta có câu rằng là biết đạo không buồn chuyện thế gian, biết đủ không chi phải vội vàng, từ bi hỷ xả lòng thanh thản, mà nghe lời Phật dạy sống an khang. Chính vì mình không biết đạo. Cái chữ biết đạo là sao? Là cái người này họ nhìn cái cuộc đời này đầu tiên là qua cái lăng kính nhân quả hay nhân duyên. Bây giờ mình nhìn qua cái lăng kính nhân quả thì có chi là buồn, phải không nè? Giàu nghèo là nghiệp mỗi người nè. Ta tạm biết đủ là vui trong lòng, đừng trách trời đất bất công, mà nên xét lại cõi lòng của ta.
Họ giàu có là cái phước của họ, phải không nè? Còn mình nghèo là do mình không có phước thôi. Họ sung sướng là cái phước của họ, còn mình khổ cực là cái nghiệp của mình. Nhưng mà nghiệp với phước nó rõ ràng lắm quý vị. Quý vị sanh ra đời là để trả nghiệp. Mình trả nghiệp của ai? Của mình. Nghiệp của mình trả có gì đâu buồn. Mình chỉ buồn khi nào mình trả cái nghiệp của cái bà kế bên đó, thì mình buồn. Bà gieo nghiệp mà bắt mình trả thì mới buồn. Còn bây giờ mình trả cái nghiệp của ai vậy? Của mình thì nghiệp mình trả thôi. Sợ nhất là nó lộn xộn rồi nó lầm. Mình không có tạo nghiệp mà mình phải trả đó. Bây giờ quý vị có tin rằng là ta đi với nghiệp của ta, giàu cho tốt xấu tạo ra tử mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Rất là phân minh. Cho nên cái người biết đạo rồi không có buồn. Chỉ có người không biết đạo đó buồn dữ lắm. Cái cô này có nghe sư tôi giảng xong, cô cũng nói: thưa sư, thật sự thì con cũng không buồn. Nhà con nghèo con không có buồn. Thật sự thì con không buồn gì, nhà con nghèo con biết rồi. Con kém phước mà. Con không buồn gì nhà con nghèo, mà con buồn gì cái nhà kế bên nó giàu. Trời. Mấy chị nó cũng nghèo như con luôn rồi con đỡ buồn. Ông nội cái nhà kế bên sao nó giàu quá trời rồi, mình đây mình sao mình cứ nghèo hoài. Nói vậy xong chưa đã hay sao, nói thật sự con không buồn gì con xấu, mà con buồn gì nhỏ bạn con nó đẹp. Trời ơi, phải nhỏ mà chơi chung với con nó cũng xấu luôn đi. Con đỡ với tuổi thân. Hai đứa cùng xấu đi. Cái này mà thấy mới mệt á, người ta đẹp thì mới mừng cho người ta, không mừng mà muốn kéo người ta xấu giống mình luôn. Cho nên cái người đó là cái người chưa biết đạo. Cái người biết đạo thì mình hiểu được cái vấn đề rồi. Mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng hết, không có gì mà phải buồn hết. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm cuối cùng. Giọng cổ vui. Quay về nghe pháp Phật nhiệm màu, kiếp sống lầm than bao nhiêu người buông tiếng khóc. Tiếng mõ nhịp kêu thanh như dứt hết ưu phiền. Nghe tiếng thầy khuyên rằng con cố gắng tu hành. Bây giờ con dứt bỏ ưu phiền, trở lại chùa xưa con suốt đời theo chánh pháp. Đức hạnh từ bi con tinh tấn mãi không rời, bỏ lại dòng sông mơ giải thoát nhân nào phiền. Người ơi kiếp sống như phù du, làm sao con thấy đặng an lành. Về đây nương giáo pháp thực hành, lành thay con giải thoát trần ai. Người ơi ngã chấp mê càng mê, càng thêm tham ái đọa luân hồi. Từ bi là lối sống chan hòa, cầu xin cho thế giới bình an. Ai đã dũng tâm từ bi độ thoát trần gian đau khổ vương mang, còn sai đắm hồng trần. Mai thay pháp Phật ra đời, từ tâm khai mở hiển bài tình thương. Có tham mới có não phiền, về mà nghe Phật pháp dứt trừ trầm luân.
Thôi thì cảm ơn quý vị rất là nhiều buổi chiều hôm nay, mặc dù rất là mệt mỏi mà quý vị cũng ráng nhướng con mắt mình lên mà quý vị để nghe chúng tôi giảng. Chúng tôi hay có một câu nói đùa rằng thật sự một cái người nói giỏi không bằng một người giỏi lắng nghe. Quý vị nghe sao mà chúng tôi giảng cho nó được thành công như vậy là cái ơn này là của quý vị. Chứ không phải vô đây. Ở đây nó cũng siêu siêu ảnh ảnh dữ lắm mà. Sáng thì giảng bên chùa bên kia đó, hết hờ. Chạy qua đây nữa là bắt đầu cái năng lượng nó xuống rồi. Nhưng mà nhìn cái nghệ thuật lắng nghe của quý vị. Quý vị quá giỏi. Nghe làm sao mà chúng tôi cũng giảng xong được bài pháp. Chứ không là nửa chừng hồi hướng rồi. Thấy không nè? Thì cái nội dung hôm nay là chúng tôi khuyến tu là sao? Là các em mà đến với Phật Pháp sớm như thế này là chúng tôi xin báo cho các em biết rằng là đã nhiều đời, nhiều kiếp đã từng gieo cái duyên lành này rồi. Thì hôm nay mình mới đến sớm. Còn các Phật tử lớn tuổi thật sự cũng đã gieo duyên lành, đã có duyên mới đến Phật Pháp nha. Không phải dễ đâu. Quý vị biết không, phải có duyên lành dữ lắm chúng ta mới gặp được Phật Pháp. Các vị lớn tuổi thì cũng có duyên, nhưng mà khổ một cái bị cái nghiệp nó chen vô. Thấy không? Nó chen vô. Tự nhiên lúc mà còn trẻ là phải chi mà gặp Phật Pháp sớm chút cho nó khỏe, hiểu được Phật Pháp sớm chút cho nó khỏe. Lúc đó mình sẽ lên xe đi về chùa. Mình đến cho Phật Pháp á, nó có hai điều. Một là lý và sự. Nhiều khi cái thân mình còn cư trần nhưng mà tâm mình đã hướng đạo. Tức là mình sống như thời Đức Phật, có những vị vua họ lấy pháp để họ trị quốc. Được gọi là pháp vương. Tức là họ lấy Phật Pháp, những chân lý để họ trị Phật Pháp, để họ trị quốc. Mình cũng vậy. Cho dù bây giờ mình cư trần, thật sự ra mình có gia đình, mình sống theo cái duyên nghiệp, nhưng mà cái tinh thần của mình, cái lý tưởng của mình, cái tư duy của mình, cái chánh kiến của mình vẫn là Phật, Phật Pháp. Hiểu cái ý này không? Tức là mình vẫn sống theo lời dạy của Đức Phật. Thí dụ cư sĩ thì chúng ta trọn vẹn ngũ giới tam quy, những ngày bát quan chúng ta thọ trì bát quan trai giới. Tại vì Đức Phật Ngài cũng đã dạy cho những cái pháp của người cư sĩ. Thời Đức Phật cũng có rất nhiều cư sĩ ngộ đạo, như là ông Cấp Cô Độc, như là bà thánh nữ Quý Xa Sa Kha. Thời Đức Phật cư sĩ đắc đạo nhiều lắm. Cái dòng họ Sắc Ca Giá, xin lỗi quý vị nghe, dường như gần hết là Tu Đà Quần đó. Dòng họ Thích Ca đó, thánh Tu Đà Quần hết, thánh nhập lưu hết. Thì cho nên dù là đời sống cư sĩ nhưng mà tinh thần chúng ta hướng về Phật, Phật Pháp. Nói theo cái từ thiền bên thiền tông là cư trần mà lạc đạo. Thân thì ở trần gian là cư sĩ, nhưng mà tìm niềm vui trong đạo pháp, đúng không nè? Đó, cho nên trước khi dứt lời tặng cho quý vị 4 câu làm bảo bối, 5 câu chứ. Câu thứ nhất là trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ. Nhớ. Vì tình nào rồi cũng phai mờ trong tim ta, trong ký ức ta, nhưng tình mẹ thì không thể nào phai mờ được. Câu thứ hai là không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng. Mình có bao nhiêu cái bằng tí nữa, nhưng mà mình thiếu đi cái sự bằng lòng thì đời sống của mình nó không có ăn được. Bằng lòng với những gì mình đang có, đó là hạnh phúc nha. Mà thích dòm ngó những cái khó thuộc về mình là đau khổ. Đây cái bệnh mà. Cho nên người ta định nghĩa một cái chữ hạnh phúc là gì? Hạnh phúc không phải bạn có nhiều thứ, mà hạnh phúc ở đây là bạn đòi hỏi ít. Cái người nào mà có cái tâm đòi hỏi ít thì người đó có hạnh phúc. Chứ còn có nhiều thứ mà vẫn còn đòi hỏi là vẫn đau khổ. Nghe cho kỹ cái chỗ này. Không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng. Thường thì mình không bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có.
mà lại thích dòm ngó những cái khó thuộc về mình. Nghe chúng tôi khuyên, những thứ không thuộc về ta mà lòng lại muốn, đó là không nên. Những chuyện ta cần phải quên mà lòng lại nhớ, gầy nền muộn phiền. Mọi việc hãy để tùy duyên, cưỡng cầu bất lợi, tự nhiên khổ mình. Luân hồi trong kiếp nhân sinh, có duyên có nợ, nhục dính bé bán. Dẫu cho người có giàu sang, quyền cao chức trọng, cũng đang khổ sâu. Mọi việc chớ quá mong cầu, tùy duyên đi đến, nhịp cầu buồn vui. Đừng vì thăng tiến thụt lùi, sanh tâm tà ác, ngậm ngùi về sau. Thiện tâm là pháp nhiễm màu, cho ta thành thản, mai sau an lành. Câu thứ ba là gì? Câu thứ nhất thuộc chưa? Đó. Hỏi thử rồi. Không phải làm khó quý vị, mà để quý vị thương giảng sư. Có một câu mà cũng nhớ không nổi nữa. Lên đây phải nhớ 10 câu. Không nhớ sao nói. Câu thứ nhất là không có cái tình nào bằng tình mẹ. Câu thứ hai mới là không có cái bằng nào bằng lòng. Không có cái biết nào bằng cái biết. Biết điều hả? Không phải, biết đủ. Biết điều là ngoài đời. Ở ngoài đời nói một câu, ông này cái gì cũng biết, có cái biết điều là không biết là không được. Còn Phật Pháp mình là phải biết đủ. Biết đủ mới là đủ. Hiểu không? Do mình không biết đủ cho nên mình mới tranh thủ. Mà mình tranh thủ cho mình khó vậy lắm. Đọc lại, không có cái biết nào bằng biết đủ. Không có cái vui nào bằng vui. Vui Pháp, đúng là vui đạo. Vui mà vui đạo mới là vui nghe. Vui mà không đạo, chôn vùi thế nhân. Cái vui mà không có đạo trong đó, vui đó nhưng mà khổ. Khổ đó. Cái vui đó là 3 ngày cười mà cả đời phải khóc á. Đúng không? Cái vui đó là vui đó là buồn đó. Cái vui đó là hả hê mấy đó thì ưu phiền đâu đây đó. Cái vui đời đó vậy đó. Hả hê mấy đó ưu phiền đâu đây. Thích thì ưa sắm đủ điều, đến khi chê chán thì bỏ liều như chơi. Tại vì người này nó không có trí tuệ. Và câu cuối cùng là gì? Không có cái buồn nào bằng buồn ngủ. Không có vui nào bằng vui Pháp, nhưng mà không có cái buồn nào bằng buồn ngủ. Quý vị nhớ nghe, buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ á. Đó, ngày nào có buồn ngủ mới ghê. Mà mình nói nghe nó vui, nhưng mà thực chất ra buồn ngủ là gì quý vị? Nếu quý vị học Phật Pháp, buồn ngủ là gì? Là hôn trầm thủy miên. Mà hôn trầm thủy miên là một trong 5 cái pháp cái á, triền cái đó, Nivarana. Mình có 5 cái pháp cái, 5 cái pháp truyền cái đó. Nó đúng tiếng Bali là Nivarana, tức là 5 cái pháp nó ngăn che cái trí tuệ của mình. Ghê vậy đó. Người tu là sợ nhất là 5 cái pháp này. Nó trở ngại dữ lắm. Thứ nhất là gì? Tham. Tham độc cái là tâm tham á. Nó ngăn che cái trí tuệ mình dữ lắm. Thứ hai là gì? Sân độc cái. Cái lòng sân nữa. Sự bất tội nguyện, sự khó chịu của cái lòng mình đó, sân đó, nó là một cái trở ngại lớn cho cái đường tu của mình. Cái thứ ba là trạo hối. Trạo hối cái. Trạo hối tức là trạo cử và hối hận đó. Mình hay tiếc nuối lắm. Trạo cử là phóng vật. Tâm phóng vật, tâm không định tĩnh là trạo cử, hối hận. Và cái thứ tư là gì? Hôn thụy cái. Biết cái hôn thụy không? Là hôn trầm và thủy. Thủy miên là sự giả dượi, mệt mỏi và buồn ngủ. Mà ngộ lắm cái gì? Ngồi nghe kinh, thính pháp, giả dượi, mệt mỏi. Mà nghe giải lao cái đâu khỏe à.
ngồi trong đây máy lạnh mát muốn chết, nghe sư Chánh Định nói pháp vui muốn chết, không chịu. Nghe kết thúc cái ra ngoài ngồi vào kia nóng thấy mồ mà khoái. Nó nghiệp trước mình nó vậy đó. Trong lớp học các bây giờ mà ngồi lặt lìa lặt lẩu vậy đó, mà nghe ra chơi cái trời ơi, ra hành lang ngồi, ra gốc cây ngồi, ra lề đường ngồi mà khóa đi. Nó ngăn che cái trí tuệ của mình, nó cản trở cái đường tu của mình, thấy không nè. Thật sự ra quý vị ngồi đây mà nghe pháp thì quý vị phải tỉnh lên chứ, mà sao mà nó cứ ngáp hoài à. Còn mà ra ngoài kia nó tỉnh như sáo rồi đó. Bây giờ ông tin chúng tôi bây giờ hồi hướng cái gì biết. Hồi hướng cái ra ngoài kia sao nó không buồn ngủ nha. Mà ra ngoài đó là nó tào lao lắm. Chuyện này chuyện nọ tùm lum hết mà tỉnh. Còn trong đây ngồi nghe pháp để tâm nó an lạc thanh tịnh mà lại buồn ngủ. Và cuối cùng là hoài nghi cái. Cái tâm hoài nghi, tâm si hoài nghi, trong Phật Pháp nó có cái tâm si hoài nghi. Chính cái hoài nghi nó dẫn đến cái sự si mê của mình. Nó cũng là một cái pháp trở ngại cho cái người tu. Bây giờ cái người tu chúng ta là làm sao phải phá được năm cái triền cái này. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta phải tu tập làm sao có được năm chi thiền để đối trị và khắc phục lại năm cái triền cái. Tức là phải có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có định. Mà năm cái này nè, nó mới đối trị lại. Cho nên mình tu làm sao mà mình phát triển năm cái chi thiền này trong tâm mình, để mà mình đối trị lại năm cái triền cái. Và trong đó cái đối trị của hôn trầm thủy miên á, là chi tầm và chi tứ. Các hiểu tầm tứ là gì không? Tầm là hướng đến cảnh, tứ là quan sát cảnh. Mà trong kinh á, Đức Phật Ngài có ví dụ, trong kinh á, có ví dụ cái trạng thái tầm và tứ á, là giống như con ong vậy đó. Nó bay đến cái bông. Thì cái trạng thái mà con ong đang bay từ xa đến cái bông, nó không bao giờ nó buồn ngủ. Con ong thấy bông mà sao buồn ngủ được, đúng không? Nó hướng tầm tới đó, nó bay tới đó. Mà tốc độ đang bay tới đó thì bảo đảm quý vị là nó tỉnh như sáo rồi. Và khi nó bay đến được cái bông rồi, nó đậu được cái bông, thì bắt đầu nó lấy cái giòi của nó đi tìm mật, hút cái mật bông. Thì cái trạng thái mà nó tìm cái bông ấy, là tứ. Lúc đó nó buồn ngủ không? Không. Bây giờ quý vị cũng vậy, cũng xài tầm xài tứ. Tầm là gì? Giống như ông bay tới cái bông thì quý vị hướng lên đây, nhìn lên cái bông này đi, tập trung, bắt đầu quan sát ổng. Ổng trắng hay ổng đen, ổng mập hay ổng ốm, ổng đẹp hay ổng xấu. Tức là phải quan sát ổng. Thì cái cảm giác này, cái trạng thái này đố ai buồn ngủ. Bây giờ thử đi nha, tập trung bên đây coi. Đó. Hướng về cái bông này nè. Làm gì có chuyện buồn ngủ nữa. Nhìn lên trên đây hết. Tức là hướng tầm mà. Tầm là hướng lên đây. Rồi hướng lên mà phải quan sát nha. Chứ không quan sát là nó buồn ngủ tiếp à. Đó, phải quan sát coi cái bông này. Thì xin lỗi quý vị, nói cho vui vậy thôi. Tức là chúng ta bị năm cái triền cái này nó ngăn che, cản trở cái việc tu tập của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta phải cố gắng để khắc phục năm cái triền cái này, để con đường tu mình nó được dễ dàng. Thật sự ra người ta nói là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mình muốn tu mà nó phá mình quá, mà năm cái này nó phá mình á. Chứ đừng có đổi thừa người khác phá mình nha. Năm cái phiền não trong tâm mình nó phá mình. Cái phiền não ma mình cái đổ thừa lắm. Trời ơi, ông phá tôi hoài để cho tôi tu à, sao mà quỷ phá nhà trai quá vậy. Không phải. Vì mình bị năm cái triền cái này nó ngăn che đi. Nó làm cho mình không có trí tuệ, không có sáng suốt, định tĩnh để mà quyết định à. Trước khi dứt lời cho phép Chánh Định được nói lời tri ân đến Thượng Tọa Trụ Trì cũng như Chư Tôn Đức trong ban tổ chức các cái buổi sinh hoạt Phật Pháp tại Chùa Giác Ngộ.
đã cho chánh định một cái duyên lành, một cái khoảng không gian, thời gian mà chánh định nghĩ là tuyệt vời để chia sẻ những cái lời Phật pháp đến cho quý vị. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.